Mang trong mình sức mạnh sáng thế của Kid Knight, Kid đã dần biến bản thân trở thành một vị thần đích thực. Việc xuất hiện của một vị thần mới cũng thu hút hai kẻ đến từ tương lai. Bọn chúng là Mela và Melo, những kẻ sát thần, những nhân vật vô cùng nguy hiểm tới an nguy của trái đất. Và hơn hết, bọn chúng đến đây vì Kid, vì sức mạnh sáng thế của anh. Do là những kẻ sát thần đã tiêu diệt rất nhiều vị thần trước đây, bọn chúng cũng vô cùng kiêu ngạo, không trực tiếp để chiến đấu với Kid mà đã tạo trò chơi liên quan tới Yamato. Một cây thế giới khổng lồ được tạo ra vì đám Yamato bảo vệ. Chúng đã dễ dàng bị Kid Knight phá hủy. Mela với cái danh sát thần của mình không phải chỉ để cho vui. Hắn ta lập ra một kế hoạch phân tách bản thể của Kid thành 4 phần, hấp thụ 3 bản thể mạnh nhất của anh, bao gồm sức mạnh trí tuệ cũng như may mắn. Với hắn, nhiều đây đã là đủ để tạo nên sức mạnh tối thượng. Cross Kid. Lần đầu xuất hiện, Cross Kid đã tham chiến với Buffa. Với sức mạnh khổng lồ của mình, hắn là âm bản của Kid. Một Kid sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu. Phong cách của hắn hoàn toàn trái ngược với Ace. Nếu A là một người với kỹ năng cũng như sự chuyên nghiệp trong chiến đấu, thì hắn ta là một kẻ hết sức coi thường đối thủ, coi chiến đấu như một trò chơi. Vũ khí của hắn là một cặp Quillbeam Knife ở hình dạng gươm cũng có khả năng bắn được như Kid's Knife, và thanh gươm Rising Sword tạo thành một cặp song kiếm và những nhát chém tạo hình chữ X đúng với tên gọi của hắn Cross Kid. Bộ giáp của hắn nhiều bạn sẽ liên tưởng tới Kamen Rider Longwood của Vulcan, nhưng thực chất nó còn có từ trước sở hữu Bakura Ichikata trong movie về Sergio của Zero One. Bỏ qua những vấn đề trên thì việc tạo hình của Cross Kid cũng rất đẹp mắt khi với tông màu đen xanh dương neon đối ngược hoàn toàn so với lại Kid's Knife. Chưa có cuộc đụng độ nào với Kid's Knight nên chưa thể khẳng định được sức mạnh của hắn. Nhưng hắn ta cũng có cuộc chạm trán vô cùng đáng nhớ với Karabofa hình dạng zombie và hơn hết là Buzin Sword. Áp đảo cả hai bằng cặp song kiếm vẫn là chưa đủ với hắn. Khả năng cận chiến được lấy từ sức mạnh Kid's Knight giúp hắn ta đấm lệch hàm cả Buzin Sword lẫn zombie. Ăn trọn đòn finish kết hợp của Buffa lẫn Tycoon Buzin Sword mà hắn ta vẫn chẳng hề hấn gì. Đánh bại cả hai mà tâm trạng vẫn hết sức vui vẻ. Đoạn tất sát của Cross Kid khi sử dụng hai thanh gươm, hắn ta sẽ chém một nhát chém đôi, tạo hình chữ X dán vào kẻ thù, sau đó tung một nhát chém tương tự nhưng với nguồn năng lượng tỏa ra xung quanh, dán vào kẻ thù sẽ toạc mặt đất và phá hủy tất cả vật thể trước mặt. Đoạn tất sát sử dụng cùng với Design Driver, Cross Kid Victory, hắn ta lao lên không trung kết hợp cùng với cây thế giới và nguồn năng lượng hủy diệt của mình, phá hủy tất cả những vật thể sống trên toàn bộ hành tinh.